Xin chào tất cả quý vị và bạn quay trở lại với xe 2 tư giờ để biết giá xe tổng ngân bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Vios sang đầu tháng 3 này chiếc xe Toyota Vios nó đang có giá cả như nào tổng ngân bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho nhầm cách trí cụ thể ạ chiếc xe Toyota Vios so với cả tháng 2 nó đã giảm giá sâu hơn anh em nhé chiếc xe Toyota Vios nó thuộc phân khúc của dòng xe hàng B nó đang cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Honda City Hyundai Accent Mazda 2 hay là rất nhiều xe thị trường Việt Nam ạ Ok xin phép được đi vào chi tiết từng viên bản Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Toyota Vios E bản số sàn Bản thấp nhất của dòng xe Toyota Vios Với giá miết của chiếc xe này đang là 489 triệu Sang tháng 3 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 447 triệu Tức là đang giảm giá cho anh em là 42 triệu từ mặt ạ Tháng trước thì đại lý chúng em đang giảm giá cho anh em là 35 triệu tiền mặt. Tháng này thì giảm giá cho anh em là 42 triệu tiền mặt em nhé. Giá bán chỉ còn với giá đang là 447 triệu tuổi ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Vios E bản số xa này nó nội đang là 528 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 499 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì đang là 508 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 518 triệu ạ. Còn đối trả góp ở Hà Nội thì đang là 176 triệu Tỉnh thì đang 147 triệu Tỉnh áp thuế 100 thì 156 triệu Và ở thành phố Minh thì là 166 triệu ạ có một giá tốt hơn, hay khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo tiểu cho anh em về một chiếc xe Toyota Vios E bản số tự động ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 542 triệu. Sang à, tháng 3 này thì đại lý chúng em đang bán cho nhà đang là 500 triệu tròn ạ, tức là đang giảm giá cho anh em là 42 triệu từ mặt ạ. So với cả thời điểm đầu tháng thì em giảm giá cho anh em à, tháng 2 thì đại lý chúng em đang giảm giá cho anh em là khoảng 37 triệu từ mặt nhá. Tháng này tăng lên đấy ạ. Giá bán chỉ còn với giá đang là 500 triệu tròn thôi ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Vios E bản số tự động này nó nội đang là 587 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì 557 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì 568 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì 577 triệu ạ. Còn đối trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 194 triệu thôi ạ. Tỉnh thì đang là 163 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì 174 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 183 triệu. Ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em muốn gửi vì giá xe Tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại Trả thẳng trả góp, lát xong hành như nào Thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp Đều lại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ Ok, tiếp theo thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Vios G số tự động Với giá miết của chiếc xe này đang là 592 triệu Sang đầu tháng 3 này thì đại lý Trung Nam đang bán với giá đang là 542 triệu, tức là đang giảm giá cho anh em là 50 triệu từ mặt. Em xin nhắc lại nhá, giảm giá cho anh em là 50 triệu từ mặt xuống còn với giá đang là 542 triệu thôi ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Vit số tự động này nó nội đang là 635 triệu. Còn ở tỉnh thì là 604 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì là 616 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 624 triệu. Ở đối trả góp thì đang là 209 triệu. Tỉnh thì là 177 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì 189 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 197 triệu ạ. Các chi phí mà tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Ok, vậy do này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại cho 3 phiên bản của chiếc xe Toyota Vios sang đầu tháng 3, rất là chi thức về rồi. Vậy do này xin phép em sẽ dừng dầu đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Toyota cũng như các xe khác nhau để trong sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng dầu đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem này kìa ạ.